Bài học tiếp theo này rất quan trọng đấy nhá. Bề là đang bôi son dưỡng hay sao? Giữa lúc mình đang giảng bài luôn hả? Phải dừng ngay cái chuyện này ngay mới được. Hoàn hảo. Chỗ còn lại đâu? Vâng ạ. Hình như nó tự chui vào túi em ạ. Và... chà, thế là mình bị bại lộ rồi. Em nộp hết đồ rồi cô. Suýt thì quên thỏi này nữa. Thế được chưa cô? Đủ rồi. Còn em thì sao Betty? Dạo này có còn lén lút dùng phấn mắt không? Ai? Em ấy ạ? Em chỉ có đồ dùng học tập thôi cô. Đúng là học sinh ngoan của cô. Thôi, ta tiếp tục học nhá. Phew, may là cô không kiểm tra kỹ. Nếu không thì cô sẽ biết sáp màu chính là mỹ phẩm ngụy trang mất. Sáp màu gì mà hay thế cái? Để làm cái này, hãy dùng lưỡi dao để cắt vỏ ra. Bỏ sáp màu đi và dán vỏ vào cây mắt yêu thích của cậu. Rồi dùng keo để dán vỏ vào. Nhanh kẻo khô bây giờ. Chuẩn, thêm một bước nữa thôi. Không được để lộ phần gỗ ra. Rồi bỏ lại vào trong hộp là xong. Mẹo này hay dễ man. Các em ơi, tụi em chỉ đang chép bài thôi ạ. Thế thì được. Em vào lớp đi. Để xem cô gái này có mang mỹ phẩm vào lớp không nào. Biết ngay mà. Bút xóa. Cái này cho em giữ. Nhưng sơn móng tay thì cấm tiệt nghe chưa. Nào nào, mời em đi cho. Cô quá đáng thế. Mà khoan đã, mình nghĩ ra một ý cực hay luôn. Chuẩn, chắc chắn là sẽ hiệu quả cho xem. Ok, mình sẽ mở bút xóa ra. Rồi đổ hết mực vào cái bát này. Đặt sang một bên nè. Và giờ thì đến lượt em sơn móng tay. Mình sẽ từ từ đổ sơn vào trong lọ bút xóa. Thấy không cả nhà, màu hường dễ thương ghê. Thế này chắc đủ rồi nè. Giờ mình sẽ đóng nắp của bút xóa lại. Đó, đã xong. Còn lâu cô mới phát hiện ra. Alo, học đến đâu rồi? Tận dụng cơ hội thôi. Sơn móng tay xinh xẻo nào. Chuẩn, màu này quá xá cute luôn. Wow, ở đâu ra vậy gái? Tớ lén mang vào á. Mùi gì thế nhở các em? Là bút xóa thôi cô ạ. Túi của em đây ạ. Cô cứ kiểm tra đi ạ. Để xem nào. Ok là. Em ngoan đấy. Vào lớp đi. Dừng lại đó. Để cô kiểm tra đã nào. Ôi, gì thế kia? Khẩn cấp, có chuyện rắc rối. Mang em ấy ra khỏi đây nào. Dám lén mang mỹ phẩm trên má vào lớp sao? Chào cậu. Tớ cần xài mỹ phẩm chút. Tô son cho tươi tắn ấy mà. Nãy mình thơm má cậu ấy nên mờ đi rồi. À, xinh hơn hẳn. Ê, cậu thấy sao nè? Dễ thương ghê. Cậu lấy son ở đâu ra đây? Ta-da! Dày son môi đỉnh không? Nè, cho cậu thử đấy. Ủa, mình suýt quên. Phải bỏ mấy đồ này vào hộp. Máy quét không đổ chuông. Mình có ý hay hơn nè, giấu đi là được. Quá ổn áp, máy quét sẽ không tìm ra đâu. Ôi không, báo động cao rồi. Chào cô, ở đây có vấn đề gì vậy? À, đã bảo tôi vô tội mà. Không thể tin được chuyện này. Tuyệt đối không được để chuyện đó xảy ra. Chắc là có cách khác cho mình chứ.
Mình sẽ dán miếng băng dính xốp này lên ốp điện thoại. Tốt, giờ thì bóc giấy ra, dán bảng phấn mắt lên đó nào. Vừa nhìn nè. Ổn rồi, mình sẽ đặt điện thoại vào hộp. Tuyệt, chuông báo không kêu nữa. Cái gì ở trên ốp đây? Đây ạ, dùng để cầm điện thoại dễ hơn thôi ạ. Thế thì được. Vào lớp đi em. Xem nào, sau này xếp vào đâu được. Đây nè, hoàn hảo, mọi thứ thật ngăn nắp. Ê, nhìn sang bàn tớ đi. Wow, nhiều mỹ phẩm thế, xem gọn gàng nữa chứ. Trông ấn tượng đấy. Nhưng mà khoan, để tớ cho cậu xem cái này. Ủa, đâu hết rồi? Cô tìm thấy phòng trưng bày mỹ phẩm. Em biết quy định mà, cấm, cấm thiệt. Nè, ngẩng đầu lên, cho cậu xem mẹo hay của tớ nhé. Đầu tiên tớ lấy bảng phấn mắt và cả tăm bông nữa. Chọn một màu và xoay tăm bông trên đó. Mỗi tăm bông một màu nha. Miết mạnh xíu để phấn mắt bám lên tăm bông nhé, rồi tớ bỏ hết chỗ tăm bông vừa rồi vào hộp. Úm ba la, một bảng màu mắt trên tăm bông. Giờ tớ đã có mỹ phẩm ngụy trang để lén dùng. Và có sẵn cả 7 sắc cầu vồng sặc sỡ. Wow, ba màu này kết hợp đẹp dã man luôn. Cảm ơn cậu nhiều. Không tài nào mở mắt ra nổi. Cô giáo cứ như đang ru ngủ ấy. Học được bao nhiêu phút rồi nhỉ? Mới được có nửa tiếng. Làm sao sáng tạo nổi khi bạn buồn ngủ? Ôi trời, Kevin vào lớp kìa. Khuôn mặt đó là mình tỉnh cả ngủ. Tóc mình có đẹp chưa? Trông mình như chết rồi. Annie. Cậu gọi tớ sao? Tớ nghe thấy tên mình. Sao trông cậu rực rỡ thế? Đâu có thấy mỹ phẩm gì đâu trời. Thôi trời, thế là sao vậy? Ở trong này tất nè. Phấn mắt bí mật đó. Chỉ cần lấy một cục tẩy bình thường và vẽ một hình chữ nhật trên đó. Giờ cắt phần đó ra và cạo màu phấn mắt yêu thích của bạn vào. Nén chặt lại rồi gạt đều phấn. Sau đó kéo vào bọc lại. May mà mình có mang cọ. Một nét chấm phá cho đôi mắt quyến rũ. Xinh xắn rồi đúng không? Trông mình hết buồn ngủ rồi. Xong thì nhét tẩy lại vào vỏ. Hay lắm. Ê này, tôi nghĩ là cậu có thể. Wow, đôi mắt nàng tựa như ánh sao. Nàng là người đẹp nhất. Hiển nhiên mà. Oh wow, Kevin mê mình rồi. Đôi khi bạn cần dặm lại lớp trang điểm. Phải nhanh mới được. Jennifer. Dạ. Em đang đọc. Em biết quy tắc chứ, quý cô? Ồ, thì em biết quy tắc đấy. Jennifer. Đừng nhìn lên, đừng nhìn lên. Em từ bỏ. Mình chẳng bao giờ bắt được con bé. Chán quá đi. Buồn thật, mình không dùng được bút này. Hoặc dùng được. Mình biết rồi. Lấy bút lông bình thường và bóc nhãn mắc ra. Bỏ luôn phần này nữa. Lấy loại mascara bạn thích. Và nhỏ một giọt keo nóng lên. Rồi dán miếng nhựa lên. Sau đó dán nhãn mắc lên luôn. Bút lông hay vuốt chân mi, đó là bí mật của mình. Lông mi dài cho mình đôi mắt hút hồn. Cô còn chẳng để ý nữa. Hoàn thành xuất sắc. Và chúc mình xinh như tiên nè. Jennifer, làn mi cong vút đó là sao vậy? Để xem mình tìm được gì không. Chẳng thấy mỹ phẩm gì. Không thể hiểu nổi luôn. Chắc mình phải gia tăng công lực.